xương dương vật, triệu chứng mới của bệnh đậu mùa khỉ. Theo tiến sĩ Julia Bilinska và đồng nghiệp tại Wyss NST, Thomas NHS Foundation Trust thuộc Cơ quan Y tế Quốc gia Anh đã mô tả các triệu chứng của 197 bệnh nhân nam giới đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ tại một trung tâm bệnh truyền nhiễm ở thành phố London từ tháng 5 đến tháng 7. Trong số này có 71 trường hợp bị đau trực tràng và 31 người bị xương dương vật. Có 20 người trong số những người tham gia đã phải nhập viện để kiểm soát các triệu chứng, trong đó 8 người nhập viện vì đau hậu môn hoặc trực tràng, 5 người vì xương dương vật. Tất cả các bệnh nhân đều có một số dạng tổn thương trên da hoặc niêm mạc như ở miệng hoặc bộ phận sinh dục. Trước đó vào ngày 28 tháng 7, Dịch vụ Y tế Quốc gia, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới đã không công nhận đau trực tràng, xương dương vật và tổn thương đơn lẻ hoặc xương amidan là triệu chứng đậu mùa khỉ. Tuy nhiên mới đây, cơ quan Y tế Anh đã thêm tổn thương đơn lẻ ở bộ phận sinh dục, hậu môn và khu vực xung quanh, viêm vòi trứng, đau hoặc chảy máu trực tràng vào danh sách các biểu hiện đậu mùa khỉ. Theo tiến sĩ Bilinsk, không rõ vì sao đậu mùa khỉ gây ra các triệu chứng mới ở một số người. Đây có thể là một sự thay đổi tự nhiên hoặc do phương thức lây truyền. Đó là câu hỏi đáng được nghiên cứu thêm, bà nói. Trong 197 bệnh nhân có 70 người dương tính HIV và 56 người bị bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tiến sĩ Bilinsk cho rằng rất có thể việc lây nhiễm hai căn bệnh cùng một lúc đã khiến cho các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn. Ngoài ra cần thêm thời gian để đưa triệu chứng mới vào danh sách chính thức, song các chuyên gia cảnh báo không nên bỏ qua những dấu hiệu này. Nếu biết về dấu hiệu và các triệu chứng, bác sĩ có thể phân loại chẩn đoán người bệnh và xét nghiệm cho họ sớm hơn.